lớp dạy bơi miễn phí được mở ra vào năm 2018 theo chương trình phổ cập bơi lội của huyện Cần Giờ. Tại trường tiểu học Lý Nhân thuộc xã Lý Nhân, một hồ bơi có chiều sâu khoảng 1,2 mét là nơi mà các em sẽ học. Lớp bơi được tổ chức xuyên suốt năm học, kể cả dịp nghỉ hè. Trong năm, buổi chiều sau khi học trên lớp xong, học sinh sẽ ở lại thêm một tiếng để học bơi. Mỗi tuần lớp sẽ có 2 buổi học, mỗi buổi 1 tiếng với khoảng 25 học sinh. Thầy Nguyễn Văn Hùng, giáo viên môn giáo dục thể chất cho biết, mỗi năm trung tâm văn hóa đều có băng rôn tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh dịp hè và trong năm học. Lớp gồm 2 thầy giáo phụ trách, chủ yếu dạy học sinh ở các khối 3, 4 và 5. Tuy nhiên các em khối lớp khác có nhu cầu học vẫn có thể đăng ký. Trong tôi thì nó sẽ có nhiều cái đoạn từ nâng cao đến từ cơ bản đến nâng cao. Đầu tiên là các bạn sẽ ở nước trước, sau đó các bạn sẽ lướt nước xong đó các bạn sẽ thực hiện là đối với tôi ở đây dạy kỹ thuật bơi thì nó sẽ đầu tiên là các bạn sẽ lướt nước, sau đó quạt tay, sau đó ở nước, sau đó mới chân tập chân hết, sau đó mới thực hiện kết hợp tay và chân. Ở nước là khó nhất. Học sinh nó nhiều khi lướt nước được mà lại vô kết hợp với động tác. Ở nước thì các bạn sẽ bị chìm hoặc các bạn bị sặc nước, không quen. Thường xuyên đưa con đang học lớp 1 đến lớp bơi, anh Phạm Thanh Thới, phụ huynh học sinh cho hay rằng ở đây chủ yếu dạy bơi các khối 3, 4, 5. Tuy nhiên ai có con lớp 1 muốn đăng ký cho con mình học thì các thầy vẫn dạy bình thường bởi trước hay sau các cháu đều phải học. Tại Lý Nhân mình á, mấy còn giờ nói chung là đa số là ao hồ rất là nhiều. Nên tập cho các con bơi á thì nó giúp các con để tránh bị đuối nước. Thấy thầy dạy thì rất là nhiệt tình, thầy dạy mặc dù cũng gán cái tranh thủ sắp xếp của chị gia đình vô dạy em một tuần có thể là 2 ngày 3 ngày, thầy cũng sắp xếp gán cái sắp xếp hè là mấy thầy là có lịch vô dạy bơi cho các em. Bé tôi học cũng ta có lúc bắt đầu hè giờ thì bé cũng đã biết bơi thì cũng bơi cũng mỏm bơi cũng nói chung cơ bản cũng bơi được rồi. Có cho tại vì anh có mấy cao quá thì khi hai rảnh thì cũng hai ba con thì cũng lên trên ao cho bé bơi và tập thi nó trong hồ thì bơi nó quen trước thì tự nó đi lên ao. Đến nay ở trường đã có khá nhiều học sinh biết bơi, thậm chí bơi giỏi. Ngoài việc có kỹ năng tự cứu mình, nhiều em sau khi biết bơi đã hỗ trợ các thầy dạy lại cho những bạn khác. Sau khi học gần một tháng, từ cô bé nghĩ rằng bơi lội rất khó học, giờ đây em Lâm Ngọc Mỹ Khánh đã biết bơi ếch, lướt nước. Bên cạnh đó, em cho biết càng học càng thấy thích bơi, các thầy dạy cũng khá dễ hiểu. Con đã biết bơi rồi, biết bơi kiểu ếch, cũng là biết nước luôn rồi. Là con đang tập bơi sải. Dạ bơi thì mới bắt đầu tôi cảm thấy rất là khó nhưng mà lúc sau thì tôi cảm thấy rất là khá là dễ. Dạ cứ lúc mà con chưa biết bơi thì con cảm thấy rất là sợ, khi mà con bơi được thì tôi cảm thấy tự tin khi bơi. Làm quen được khá là nhiều bạn nhỏ tuổi nên con cũng có thể làm quen được nhiều bạn khi bơi. Các bạn rất hòa đồng và có thể là giúp đỡ lẫn nhau, con chỉ hoặc là bạn chỉ lẫn nhau. Con tính là bơi xong rồi con sẽ hướng dẫn lại, nếu mà các bạn chưa hiểu thì con sẽ hướng dẫn. Em nhỏ sẽ hướng dẫn lại. Theo thầy Hùng, lớp sẽ có những bài tập riêng cho các bạn làm quen với nước trước, sau đó mới thực hiện nhiều động tác bơi cơ bản. Học sinh sẽ học kỹ thuật bơi ếch trên bờ, rồi mới xuống nước thị phạm. Em nào học nhanh có thể biết bơi sau 7-8 buổi, chậm nhất thì khoảng 10-14 buổi. Các em học sinh đa số đều thích thú, còn thầy cô và phụ huynh cũng yên tâm hơn khi thấy học trò con em mình đã biết bơi, ít nhất là có kỹ năng sinh tồn ở vùng sông nước.